Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong đoạn clip ngắn của chúng tôi trước khi thực hiện một chuyến đi thiện nguyện. Dù đó mới chỉ là một thực phim ngắn, chưa thể kể hết những công việc mà chúng tôi đã cùng song hành với nó trong suốt chặng hành trình 7 năm qua, cũng như những tâm tư, tình cảm và tấm lòng của những người thực hiện chương trình và những gương mặt quen thuộc đã cùng đồng hành trên những chuyến hành trình kết nối tình yêu thương đó. Nhưng tôi tin rằng chuyến hành trình trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay sẽ là một bức tranh mùa xuân với những gam màu tươi sáng hơn về những mảnh đời, những số phận mà chúng tôi đã có dịp chứng kiến và kể lại trong số những câu chuyện mỗi tuần. Đoạn vlog clip vừa rồi cũng đã thay cho lời chào của chương trình Nỗi Nhớ Nghĩa Tình, chương trình đặc biệt chào đón Xuân Bình Thân 2016. Mùa xuân mới đang gõ cửa từng nhà, len lỏi qua từng nẻo đường góc phố. Mùa xuân đã hiện hữu khắp nơi khi tất cả đã được khoác trên mình tấm áo mới. Và cũng đã có những mái nhà, những túp lều nhỏ, những số phận nghèo không may mắn cũng đã được mặc chiếc áo mới ấm áp, thắm đượm nghĩa tình. Gợi cảm trong đó là tình cảm yêu thương, là tình cảm chia ngọt sẻ bùi của những tấm lòng dành cho những mảnh đời khốn khó. Đã 7 năm trôi qua, hành trình của những chuyến đi kết nối trái tim yêu thương đến với những gia cảnh nghèo khó khăn trong cuộc sống, chương trình Nỗi Nhớ Nghĩa Tình đã thực sự cùng sống trong cảm giác vui mừng, hạnh phúc của những cảnh đời khi chúng tôi đã cùng chung tay cùng với cộng đồng xã hội tiếp sức cho niềm tin, nghị lực của những cảnh đời cùng vượt qua bao nỗi nhọc nhằn của đời sống thường nhật. Niềm hạnh phúc mang ý nghĩa lớn này đã tạo niềm tin tưởng rằng mỗi chuyến hành trình kế tiếp sẽ tiếp tục mang mùa xuân yêu thương đến với những mảnh đời không may mắn. Thưa quý vị và các bạn, có câu nói rằng nếu có một gia vị làm gia tăng hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống, đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn thử thách, đó cũng chính là tình yêu thương. Với tình thương đó, con người có thể chia sẻ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Có tình thương, chúng ta có thể sát cánh bên nhau trên khắp nẻo đường đời. Có tình thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Với ý nghĩa đó, trong 7 năm qua, chương trình Nỗi Nhớ Nghĩa Tình đã thực hiện những chuyến đi hành trình kết nối những trái tim yêu thương đến với những mảnh đời nghèo khó và bệnh tật. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng trở lại những khoảnh khắc, những trải nghiệm, những cảm xúc mà khi nhìn lại và trở lại khoảng thời gian 365 ngày qua, chúng ta đã làm được những gì và những gì còn đọng lại sau những chuyến đi nghĩa tình đó. Lại thêm một lần trở về nhà của mấy mẹ con chị Tín, nhưng lần trở về này có lẽ khác hẳn với mọi lần. Không còn rưng rức với một ký ức buồn của đời quả phụ nuôi con bệnh hiểm nghèo nữa, mà là một niềm lạc quan hơn trên gương mặt hiền lành của mẹ, của con. Tết đến rồi, dù không mâm cỗ đầy, nhưng cũng có hoa, có mứt bánh bày biển cùng ông bà tổ tiên. Gian nhà lạnh lẽo trước đây do vắng bàn tay chăm sóc của gia chủ, nhưng hôm nay nó đã ấm cúng hẳn khi trong nhà đã có bóng dáng của ngày xuân, của những hương vị ngày Tết. Chỉ đơn sơ thôi, nhưng nó đã chứa đựng cả sự hào hức trông chờ của mấy mẹ con chị Tím. Bởi mùa xuân năm nay, họ được đón một mùa xuân mới trong ngập tràn tình yêu thương, trong vòng tay của những tấm lòng. Ngày hôm nay chương trình quay trở lại đây thì rất vui vì được gặp cả ba mẹ con chị. Thì trước đây vài tháng chương trình trở lại đây không được gặp chồng do em còn đang nằm bệnh viện điều trị. Bây giờ thì hãy em trở về nhà và sức khỏe đã ổn định thì những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy rất là vui. Thì không biết Tết này gia đình mình đã chuẩn bị gì để đón Tết chơi gì? Dạ thì em cũng làm dĩa rồi bánh kẹo rồi đón Tết xuống cho vui. Thì em rất là cảm ơn thì đài mẹ mẹ con em thì con em thì hồi phục dần thì cháu cũng đỡ hơn hồi trước nhiều. Thì đài quay lại thăm gia đình của chúng tôi thì chúng tôi là rất vinh hạnh là cảm ơn đài. Bây giờ chồng có thể tự làm được những công việc gì? Dạ giờ chưa thì cháu chưa làm được vì là họ bác sĩ là nói là nghỉ là 6 tháng. Giờ là sức khỏe của chồng đang hồi phục dần dần và em có thể đi lại được cũng như là nói chuyện lại bình thường đúng không nhỉ? Dạ. Thì sau khi chương trình
để tìm đến gia đình mình và được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với gia đình. Thì không biết hiện giờ thì cuộc sống của mẹ mẹ con đã có nhiều thay đổi không? Thì giờ hiện tại giờ thì em cũng chưa đi làm được, mà nhưng là hồi phục lần để cho sức khỏe một thời gian đã, rồi em kiếm cho em là công việc nhẹ nhẹ để cho em làm. Được biết là con gái đầu của Di cũng đã lập gia đình, nhưng cuộc sống cũng đã ổn định và có thể lo được cho phụ giúp thêm một tay cho Di, lo cho hai em đúng không ạ? Thì cái chuyện mà giúp thì cũng ít thôi, bởi vì cháu con đi học nữa. Nhưng đó là một cái sự thay đổi, cũng là một niềm vui cho gia đình mình. Khi mà con gái đã có một cái gia đình riêng ổn định và có thể phụ giúp chút ít cho cho mẹ và các em. Cũng chỉ mới cách đây vài tháng, chứng bệnh thần của Trọng được con trai thứ của chị Tím chỉ biết trông chờ vào điều may mắn. Mẹ đã một lần buông xuôi với chứng bệnh bại não của con trai út khi cả y học cũng đành bỏ tay. Nhưng mẹ đã không đầu hàng với các bệnh thần của đứa con trai thứ, còn chút hy vọng chạy vài tiền để phẫu thuật. Trọng năm nay mới hơn 21 tuổi. Các bệnh thần xuất hiện khi Trọng mới chỉ là cậu bé lên 3. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần phải điều trị chạy vầy và lọc thận, mẹ và con không thể nhớ nổi, và tận cùng là sự suy kiệt của bộ phận này. Chỉ còn phương thức cuối cùng là ghép thận, và cùng thêm một lần, thứ ánh sáng của niềm hy vọng lại lóe sáng. Quyết định hiến thận cho con là quyết định được xem là trọng vẹn nhất trong suy nghĩ của người mẹ. Ống kính của chương trình đã có dịp ghi lại những hình ảnh chân thật nhất với bao nỗi âu lo và nỗi lòng của người mẹ. Đã có biết bao giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến cảnh đời lao đao của mẹ, của con. Và chương trình cũng đã vui lây với niềm hạnh phúc của mẹ và ba chị em của cô cha khi liên tiếp đón nhận tình yêu thương của mọi người, của những tấm lòng. Với số tiền hơn 50 triệu đồng cùng nhiều hiện vật đã hỗ trợ rất lớn cho sự thành công của cuộc phẫu thuật. Và mùa xuân năm nay, mấy mẹ con sẽ được đón Tết cổ truyền ấm cúng hơn, trọn vẹn hơn. Con Trọng, trước đấy thì khi về làm phóng sự về gia cảnh mình thì chưa có dịp được gặp em. Thì hôm nay em có thể chia sẻ một chút về cái suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình khi mà nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm qua chương trình Bệnh viện Vệ tinh. Dạ, cái kia là thường thường là chạy thận nhân tạo á, rất là mệt và rất là khó khăn. Và từ khi là được mẹ cho thận ghép và được các nhà tài trợ hảo tâm giúp đỡ một phần nên chỉ là em ghép sống được gần 4 tháng rồi, nên sức khỏe của em phục hồi rất là nhanh. Bây giờ thì cái ước mơ của em trong năm mới là gì khi mà việc sức khỏe của mình đang dần ổn định? Dạ, mơ của em là được đi làm chỗ mới đó, công việc phù hợp với mình. Em có dự định làm gì để phụ giúp cho mẹ thêm và cho em? Dạ, cái nữa thì mới dự định thôi. Dạ, con trước tiên là phải phục hồi sức khỏe được trước rồi đó. Dạ. Thì Tết năm nay được đón Tết cùng mẹ và các em của em hơn nữa thì em cảm thấy như thế nào sau một thời gian dài nằm bệnh viện rồi điều trị, bây giờ cái sức khỏe của mình đã ổn định hơn? Em có cảm thấy vui không khi được về cùng bà mẹ ăn Tết như thế này? Dạ, em thấy rất là vui. Em cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em trong cả thời gian vừa qua. Chị cũng chúc cho cái ước mơ trong cái Tết mới này của em sẽ sớm thành hiện thực, chị có thể tìm được một công việc nào đó để phụ giúp thêm cho mẹ và chăm cho em. Và cũng xin chúc gia đình mình có một cái Tết thật ấm áp và vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, cũng tại con đường quen thuộc này chỉ mới cách đây vài tháng thôi, chúng tôi đã tìm đến và kể về câu chuyện của một chàng thanh niên giàu nghị lực, em Nguyễn Văn Tuấn, một người con hiếu thảo, một người anh gương mẫu trong gia đình nghèo. Trong cơn nắng hanh hao, chảy cả thịt da của những ngày hè, chúng tôi đã chứng kiến dáng người mẹ yếu
long không, vẫn cần mẫn, tận tụy hàng ngày với công việc buôn bán mỗi ngày, và những bước chân rong ruổi của con trai trên khắp nẻo đường khắp phố với tấm vé số trên tay khi màn đêm buông xuống. Và ngay lúc này đây, chúng tôi rất nóng lòng để xem thử là có sự thay đổi nào sau gần nửa năm chương trình ghé đến và chia sẻ. Cả rét ngọt cuối năm dường như bị xua tan bởi những câu chuyện liên hồi của Tuấn. Gặp lại Tuấn lần này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên nhận thấy trong sâu thẳm người thanh niên này là một sự thay đổi lớn. Qua từng câu chuyện được lần dở mới thấy được sự chín chắn, trưởng thành và sức chịu đựng của con người. Hình ảnh của chàng trai trẻ phải oằn mình trong từng cơn đau cắt thịt da đã không còn. Thay vào đó là một sinh khí mới trên gương mặt, nụ cười hiền của người thanh niên chịu thương chịu khó. Còn nhớ thời điểm Tuấn đang chìm trong nỗi đau của vết thương không có tiền thuốc thang chữa trị, trong nỗi lo về cuộc sống gia đình khi vai trò trụ cột gia đình của Tuấn không có cơ hội để thực hiện, bao âu lo về khốn khó của cuộc sống đang xen cùng bệnh tật, gánh nặng càng oằn nặng vai, đẩy cả gia đình đi vào ngõ cụt. Điều đó bây giờ đã phần nào được tháo gỡ kể từ ngày họ đón nhận tình cảm của khán giả xem chương trình qua chiếc cầu nối nghĩa tình. Một mảng màu tươi sáng hơn của cuộc sống đã xuất hiện trong căn nhà nhỏ này. Nó đã truyền hơi ấm của tình thương, truyền thêm niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho Tuấn, người vốn đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Dù căn bệnh thần vẫn không cho phép Tuấn thiếu những viên thuốc mỗi ngày, nhưng vẫn sáng ngời trong ánh mắt của chàng trai trẻ là nghị lực, là niềm tin để Tuấn tiếp tục đảm đương vai trò đầu tàu của người con trai trong gia đình nghèo và cả cho chính bản thân mình. Cũng lâu rồi chị em mình mới gặp lại nhau đúng không? Dạ. Đã mấy tháng rồi kể từ khi chương trình làm phóng sự về gia đình mình, thì chị rất vui vì hôm nay gặp được cả nhà ở đây với cùng bên nhau như thế này. Trong cái sắc mặt em cũng là tươi tắn hơn, mập hơn lúc trước. Thế không biết cuộc sống lúc này của gia đình mình như thế nào? Từ lúc mà em có duyên gặp về chương trình nội dịp nghệ tinh thì được sự giúp đỡ của mọi người và cả nhà hậu tâm, thì em được có số tiền để mà chữa bệnh được tốt hơn. Bệnh của em là được tiến triển tốt hơn, sức khỏe nó cũng đang dần hồi phục. Gia đình mình có sự biến chuyển nào không kể từ cái mốc thời gian đó? Mẹ của em bây giờ thì cũng có việc làm ổn định, là đi phụ giúp việc cho người ta, cho nên ở nhà chỉ còn hai anh em ở nhà, thì em gái của em thì đi học, còn em thì cũng có số tiền đó nên em cũng thực hiện được ước mơ của mình là học một cái nghề, mà em đã đi theo ngành vẽ nghệ thuật, tại vì ước mơ từ nhỏ của em thích vẽ. Vừa học vừa làm đúng không? Dạ, vừa học vừa làm. Trước kia em có vào Sài Gòn để học, nhưng bữa nay thì do cảnh mẹ thì già mà em thì nhỏ nên em ra Huế học cho nó gần nhà. Bây giờ đã một phần nào thực hiện được cái chút chạm đến cái ước mơ của mình đúng không? Dạ. Thì bắt đầu những cái ngày, chuỗi ngày tháng sẽ khác hơn lúc trước khi mà em còn đang điều trị bệnh, rồi mẹ cũng là lúc đó cũng đang bận rộn với cái công việc là chăm sóc em, rồi lo toan cho gia đình. Bây giờ cuộc sống đã dần dần đi vào cái quỹ đạo ổn định. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình trong thời điểm hiện tại? Thời điểm hiện tại thì đây là bao dịp Tết, cho nên là mọi người cũng tràn ngập niềm vui tươi. Cũng thì em cũng cảm ơn chương trình Nội Nhịp Nghệ Tình và các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện cho những người là cũng không được gặp may mắn lại có bệnh như như em vậy. Thì em cũng đón năm mới thì em chúc cho chương trình Nhộn Nhịp Nghệ Tinh càng ngày càng tiến xa hơn, và có các nhà hảo tâm để giúp đỡ mọi người cùng chúng
cạnh ngộ giống như em vậy. Cái cảm giác mà đón cái Tết này của gia đình có khác những cái Tết trước đây không? Dạ. Và Tết năm nay thì em thấy là em rất vui. Và tại vì là nói chung là vừa có điều kiện để mà chữa bệnh được tốt hơn và có điều kiện được thực hiện ước mơ của em nên niềm vui đó càng nhân đôi nhiều lần. Cũng đầu năm mới thì cũng chúc gia đình có một cái Tết thật là ấm cúng và bắt đầu một năm mới suôn sẻ và tràn đầy niềm vui, và cũng chúc cho ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực để còn phụ giúp cho mẹ và các em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đã 7 năm đối với một đôi người, đó chưa phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đó là một mốc thời gian ghi dấu bao cảm xúc của những người thực hiện chương trình. Qua mỗi chặng hành trình, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi cánh tay nghĩa tình tiếp tục kết nối thêm những nghĩa cử cao đẹp đến từ mọi miền của đất nước, từ những người Việt xa quê hương luôn hướng về những mảnh đời, những số phận đang rất cần sự đồng cảm, quan tâm, giúp đỡ và sẻ chia. Cứ điều đặn vào tối chủ nhật hàng tuần là mỗi câu chuyện kể xúc động về những gia cảnh nghèo, những số phận thương tâm được chia sẻ. Cả câu chuyện đã lần lượt được kể qua những chuyến đi chứa đựng trong đó là tình yêu thương giữa con người với con người, là tấm lòng cảm thông trước những số phận kém may mắn hơn mình. Tất cả đã kết nối thành một chuỗi hành trình dài về nghị lực, niềm tin, niềm hạnh phúc với những người có cuộc sống tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Những tấm lòng nhân ái đã tiếp thêm niềm tin để họ tiếp tục đứng dậy cùng nhìn về tương lai. Và cùng trong số những người có số phận nghèo, ốm đau, bệnh hiểm nghèo mà chương trình có dịp ghi lại, chúng tôi cũng đã có những phút giây lắng lòng mình khi nhận tin đã có những người mang bệnh hiểm nghèo không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của số phận. Nhưng ít nhiều, họ cũng đã tận hưởng và nếm trải những phút giây hạnh phúc khi đón nhận tình yêu thương, tình người trong cuộc sống ngắn ngủi. Họ cũng đã cảm thấy mãn nguyện, yên lòng ra đi khi từ đây gia đình, con cái có được mái ấm vững chãi, được tiếp tục đến lớp, đến trường. Cũng đã có những con người bệnh nặng, giờ đã được các tổ chức từ thiện tiếp nhận điều trị miễn phí. Tôi đã tham gia chương trình Nội nghiệp Nghĩa tình, đồng hành với chương trình Nội nghiệp Nghĩa tình là đã gần một năm nay. Tôi cảm thấy một việc làm của tôi, mà khi mà tôi làm được, tôi cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc. Chuyện làm thì dù cô có bận lắm mà cô phải đi. Vì cô thấy tôi điểm thứ nhất, điểm thứ hai mình cho họ được ngày mô thì họ sống thêm một ngày thì mình có được một cái phước của mình. Nhưng chỉ cô muốn tham gia cái chương trình đi mãi mãi, khi nào cô không có sức khỏe thì cô không đi thôi. Tôi cũng mong mong là đài của mình tiếp tục cố gắng phát triển cái chương trình để giúp đỡ cho những người khó khăn. Sau thời gian mình đi thì mình thấy chương trình này rất là ý nghĩa, đã giúp đỡ từng tay các người nghèo, người khổ. Cùng thấy cả trong đoàn mọi người như là một gia đình yêu thương của mình. Đầu tiên các gia hảo tâm, các đài, các chương trình đã giúp đỡ cho vợ chồng em nên thì em cũng quá quý để mà có số tiền để mà chữa trị cho vợ, để lăn, để nuôi con nuôi cái trưởng thành, thì em xin cảm ơn. Rất cảm ơn chương trình để cũng mà con gì qua giai đoạn đau khổ của cuộc đời của gì. Nhận số tiền của các nhà hảo tâm thì tôi rất sung sướng, cũng giúp đỡ cho gia đình tôi có qua những ngày nguy kịch. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày chương trình Nội nghiệp Nghĩa tình thực hiện, và cũng ngần ấy thời gian chứng kiến những chuyến đi với đầy tâm trạng đồng cảm, sẻ chia, cùng vui với niềm vui của những người nghèo được những vòng tay nhân ái đón nhận, cùng cảm thương, đau xót trước những phần đời với bao biến cố, đau thương, bệnh tật và cả sự mất mát. 7 năm, hơn 360 gia cảnh với những cảnh đời khác nhau được ống kính chương trình ghi lại một cách chân thật. Những thước phim chân thật đó có khi là những em bé nghèo mồ côi hiếu học, là những con người đang gần gồng với nghèo đói, đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo. Đó là những người nghèo không nơi nương tựa, gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ. Gần 11 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật của các đơn vị doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, của bà con Việt Kiều xa quê hương. Tất cả đã được chương trình Nội nghiệp Nghĩa tình tiếp nhận và trực tiếp trao tận tay, kịp thời đến đích và đúng địa chỉ.
và cả những tấm lòng nhân ái thông qua chương trình đã trực tiếp tìm đến những hoàn cảnh không may này. Những món quà là sự hỗ trợ rất lớn về tinh thần lẫn vật chất đã giúp đỡ họ những lúc khó khăn nhất. Chứa đựng trong đó là nghĩa năng tình sâu của những con người đang chung tay cùng cộng đồng xã hội. Tất cả với mong muốn cuộc sống này sẽ không còn những cảnh nghèo khó, bệnh tật. Chính tình yêu thương đã thắp ngọn lửa niềm tin cho những phần đời đang trên bước đường vật lộn mưu sinh với cuộc sống và kể cả sự giành giật tính mạng từng phút từng giây. Đây, đây là một cái chương trình vừa là có tính nhân đạo, nhân văn mà vừa có giúp đỡ cho cái những gia đình mà có khó khăn như vậy đỡ khổ. Người mà có điều kiện nên tập trung để giúp đỡ cho những cái người mà khó khăn ở trong xã hội. Không những riêng tôi, nhân dân đánh giá rằng cái chương trình này rất thiết thực mà phù hợp với trong cái giai đoạn xã hội hiện nay để mang lại tình nhân văn, nhân đạo cho con người. Vì thế tất cả mọi người ai cũng là ủng hộ, tinh thần rất là cao, nên gì ước mơ gì cũng là sẽ ra, ngay gì sẽ ủng hộ. Là có nhiều cái bệnh họ do xã hội, do các do tài trợ họ mà qua cái bệnh hiểm nghèo của họ, đó là một cái là rất quý. Có như vậy á thì tất cả bà con mà khó khăn á, họ mà tạo được một cái nguồn á là sinh hoạt của gia đình và hạnh phúc của gia đình. Xuân đã về trên quê hương, những bước chân của những người làm công việc thiện nguyện hôm nay lại tiếp tục những chuyến hành trình mới. Những chuyến đi dài ngày chưa hề nghĩ đến điểm dừng này, vẫn băng băng từ tuyến đường làng nhỏ quanh co đến những đồi dốc thẳng đứng. Chẳng ngại gì gian khó, bởi phía trước quãng đường là hình ảnh những nụ cười sẽ thay cho dòng nước mắt đang thúc giục chúng tôi. Đó chính là động lực thôi thúc những chuyến hành trình ngày càng xa hơn, nhanh hơn. Chắc chắn rồi đây sẽ có những ngôi nhà mới sẽ tiếp tục được xây dựng, sửa chữa. Những căn bệnh hiểm nghèo sẽ được cứu chữa, điều trị kịp thời. Những em thơ thiếu nguồn sữa mẹ sẽ đón nhận sữa ngọt từ cộng đồng. Và giấc mơ được đến trường của những học sinh nghèo hiếu học trở thành hiện thực. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, có những người kém may mắn đang mong chờ Tết đến để chờ đón một vận may khác. Có những đứa trẻ mong Tết đến xuân về để được hưởng ấm áp niềm vui của ngày Tết, cùng sùng sính quần áo mới khoe cùng chúng bạn, cùng tận hưởng hương vị của mứt bánh ngày xuân và nhận được phong bao lì xì. Đó cũng chính là đón nhận tình yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, trên thế gian này không có vị thần nào đẹp hơn vị thần mặt trời, không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương. Mỗi người đều có cho riêng mình một niềm hạnh phúc. Riêng chúng tôi chọn cho mình những niềm hạnh phúc giản dị, trao yêu thương để nhận lấy niềm vui, niềm hạnh phúc. Bởi trong guồng quay của cuộc sống hồi hạ này, vẫn còn rất nhiều những mảnh đời đang cần sự đồng cảm và sẻ chia. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình này và còn nhiều người khác nữa, đều có chung một niềm mong muốn rằng mùa xuân này và còn nhiều mùa xuân khác nữa sẽ đến thật trọn vẹn khi chung quanh tràn ngập tình yêu thương của mọi người.